Hello à, vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Giấc uh, mơ và bờ chúng con Hiện tại ngày nay thì kết quả cũng đã quay xong cả rồi Và ở trên diễn đàn ngày hôm nay thì mình sẽ kiểm tra lại tất cả các cái bảng số uh, Của bảng VIP này, top 1 này, cao thủ này, bảng lô khung này, giải dự đoán và bảng số dàn đến 51 Và đầu tiên thì mình sẽ đến với dàn đến 51 trước Ngày hôm nay thì dàn uh, đến 51 của chúng ta là gãy rồi các bạn ạ Với chạm 3, chạm 7, chạm 8 thì nó ra chạm 6, chạm 0 vậy là nay là bay mất năm của mốt là từ đầu tháng giờ thì anh em vẫn còn dư là 13 triệu 800 đúng không ạ chia sẻ luôn cho anh em à, chúng ta về phần chạm uh, đề vào ngày mai thì các bạn đã sẽ có chạm 1 chạm tám chạm chín đầu tiên nữa mọi người nhé à, tiếp theo nữa là đến với uh, bảng số lô khung bảng số lô khung cho ngày hôm nay thì uh... hơi tiếc các bạn ạ lại chúng ta lại bị uh gãy mất cặp khung 3993 gãy mất 3993 và lô khung mới cho ngày mùng 8 là các bạn đã có cặp 0880 được chưa ạ Đấy là về phần à, à lô khung ở trên video mọi người nhé và tiếp theo là đến với các cái bảng chốt của các cao thủ thì ngày hôm nay thì bảng chốt VIP đang bị lỗi không thể không chuẩn thị, thì có mỗi bảng chốt top 1 này bảng chốt cao thủ là chúng ta còn sử dụng được thôi thì trong cái bảng chốt à, À, tốt một năm nay thì có Bắc Kiều Phong là vẫn đạt được cái uh, uh, uy tín của mình khi bạn ăn được con uh, bạch thủ lô 64 ăn được con đề 60 trong dàn đề tứ thủ và ăn được ba càng đề là 060 ở trong dàn đề bạn à, ở trong dàn uh, tứ thủ mọi người nhé càng không này các bạn này ăn được ba càng đề là cũng uh, khai, cũng ít số thôi chứ cũng không có nhiều các bạn đã ghép với 5 càng mà anh em ghép với ba số số thì các bạn sẽ có khoảng à... để mình coi nào. Đây, 5 nhân với 36 đúng không ạ? Các bạn sẽ có khoảng 180 số 3K. Thì các bạn đã cũng ăn được càng rồi đúng không ạ? Đấy. Và tiếp tục là đến với bảng chốt trong bảng chốt cao thủ ngày hôm nay thì có ra các tiên sinh đã ăn được cả 3 càng lâu là 134 này. À 143 này. Ăn được đề 60 trong dàn đề 36 số này. À, 60 trong dàn đề 64 số. Và trên nữa là à, lão hạc ngày hôm nay thì cũng ăn được 8668 xong thủ lô các bạn nhé. À, ăn được à, 60 càng đề là càng không và nếu mà các bạn đã chơi ba à, càng ở trong dàn đề 64 số ấy, thì anh em à, chúng ta sẽ có là 5 nhân với 64 các bạn sẽ có khoảng là 320 số mọi người nhé đấy thì cũng ăn được à, con ba càng ở trong dàn đề à, dàn ba càng 320 số nếu mà các bạn đã ghi theo đúng cái chỗ này đúng không ạ rồi à, các bạn là như vậy còn à, hơi tiếc cái là xiên của các cầu thủ ngày hôm nay thì không ăn ở à, đây 43 xin 05 thì cũng không không có bên này thì cũng vậy thôi tư cũng không xiên được con nào cả 64 xiên 48 thì cũng không có các bạn nhé Mới tiếc Rồi Đấy là trong các bạn còn lại Còn trong cái trên video của mình Thì mình có gửi đến các bạn cũng như anh em tham khảo Về con 32 1166 đúng không ạ Thì đây là cầu bạc nhớ theo con 04 Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có 1166 sáu và 3, 32 cho nó cũng chưa có Cơ bản là như vậy thôi Và cuối cùng là sẽ đến với cái giải dự đoán ngày hôm nay thì có hậu nguyễn là vẫn đạt được 47 điểm à, lão đại chốt số 886 thì được 28 điểm và huệ nguyễn 07 được 16 điểm chúng ta sẽ xem bảng ngày hôm nay bảng cao điểm nhất là 47 điểm thì chốt những cái con gì à, có chốt cho các bạn chúng ta là con 24 2112 đúng không ạ thì ăn được con 21 này chắc ăn cả xiên rồi ăn được con 21 đầu tiên này. 5 điểm các bạn nhé 2140 20 điểm này 2439 thì không có 12 29 thì cũng không có luôn mà ăn được thêm vấn đề 60 nữa Vậy là đây mình tính sơ sơ là trừ 4 này trừ 4 này đây trừ 2 này thì trừ mất có 10 điểm thôi ở đây là 20 điểm này ở đây là 20 này xong thủ lô là được là thế nào xong thổ lô là cộng 5 điểm một nhái đúng không ạ thì chỗ này là được 5 điểm 5 điểm đúng không ạ từ từ sao nó còn 47 nhỉ ở đây nó có 20 em là 40, 40 là 45 24 này có không vậy à nay có 24 nữa các bạn nhầm, 24 có có cả 24, 24, 39 thì không có thôi. Đúng không? 24 chỗ này là được 10 điểm các bạn. Xin lỗi các bạn nhé. À, chỗ này được uh, 10 điểm. Tổng cộng là đây là chúng ta có uh, 55 điểm. 55. mà các bạn trừ đi 8 điểm đúng không ạ? 8 điểm bị trừ. Và các anh em còn 47 mọi người nhé. À. Quên mất là con 24 ngày nay nó cũng có. Và đạt được, được cái vị trí top 1. Thì phần thưởng uh, dành cho à, người chơi này là ở vị trí này là 2 lít 200 ở à, lão lại là 150 và Huê Nguyễn là Huệ Nguyễn là 100 và con giải khuyến khích à, dành cho hai bạn từ top 4 đến top 10 chốt mà không bị âm điểm ấy đúng không ạ thì sẽ được hệ thống à, cũng như là, là diễn đàn trao thưởng cho các bạn là mỗi người là 50k 50k mọi người nhé à. và về hình thức trao giải thì sẽ được cộng trực tiếp vào trong tài khoản nhà cái. Kết quả mình sẽ cập nhật ở đây. Cập nhật ở trong cái bài viết này. Cho nên là các bạn anh em cho là chú ý mọi người nhé. Đấy. Rồi. Còn về cách đăng ký tham gia vào trong giải dự đoán thì các bạn chúng ta phải truy cập cho mình vào trang giấc mơ và bờ trường con. Sau đó thì anh em nhấn cho mình vào nút đăng ký ở bên góc tay phải màn hình nhé. Đấy khi mà các bạn nhấn đăng ký thì các bạn đã sẽ gặp một cái bảng thông báo nó tương tự như này các bạn đã kéo xuống một chút và anh em chúng ta sẽ thấy là ở đây là đăng ký tài khoản nhà cái là vận đỏ 88 bet ở đây cũng là bên tài trợ trực tiếp cho cái giải dự đoán ở trên diễn đàn và cũng là tài khoản đồng bộ với tài khoản diễn đàn à, cho nên là các bạn đã cần phải đăng ký trước cho mình tài khoản này nhé đăng ký trước cho mình tài khoản nhà cái vận đỏ 88 khi mà anh em đăng ký xong rồi các bạn đã quay trở lại đây các bạn đã kéo lên một chút và các bạn đã sẽ click vào phần zalo của mình để nhắn tin cho mình kích hoạt tài khoản mọi người nhé khi mà các bạn đang click vào phần Zalo thì anh em chúng ta ở trên điện thoại ấy, thì sẽ ra phần nhắn tin luôn còn ở trên máy tính thì các bạn đã phải cần phải làm thêm một bước nữa Đấy. thì nó sẽ ra cái Zalo của bạn của mình là Nguyễn Nhật Minh thì anh em nhắn tin cho mình để kích hoạt tài khoản mọi người nhé à, đơn giản nó chỉ là như vậy thôi là các bước chỉ là làm như thế là, là là, xong rồi đúng không ạ à, giới thiệu sơ qua cho anh em chúng ta về nhà cái phần đỏ một chút ở đây cũng là một cái trang chơi rất là uy tín à, với các các mức gọi là chiết khấu tỷ lệ các bạn thấy thấy đây là ở đây là một ăn 17 nhỉ. Đấy, à, 69 này, một ăn 188 này. Và tương tự như vậy, đối với các cái danh mục khác thì cũng rất chi là ok mọi người nhé. Thì anh em chúng ta sẽ đọc và nhìn thấy trên màn hình. Đấy. Và bây giờ sẽ không mất thời gian của mọi người nữa. Sẽ đến với con số cho ngày mai. Ở đây thì chúng ta có à, con 14 cộng với con 454. Đấy à, kinh nghiệm để ra 60 đánh đánh lô gì mọi người nhé Đây là cái đường cầu bạc nhớ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cũng nghe À, tham khảo cho mình vào ngày mai và hy vọng rằng là với những cái đường cầu này thì các bạn cũng như anh em chúng ta thể giành chiến thắng tuyệt đối đúng không ạ Mai ăn được ba nháy thì ngon Đấy. câu câu kèo nhưng mà cơ bản nó cũng, cũng có rồi à, nên chỉ việc chia sẻ với anh em thôi đến giờ là đến là lên video mọi người nhé và à, hy vọng là trong uh, ngày mai giải dự đoán thì mình tiếp tục lại thấy những cái uh, số chút của nghe em đã được số điểm cao để diễn đàn cũng như là nhà cái được trao giải cho mọi người đăng ký tài khoản sau đó vào tham gia vào phần giải dự đoán. À, mình giới thiệu sơ qua một chút để cho anh em mới các bạn đã chưa biết. À, ví dụ là ngày mai là ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy trên mình đây các bạn đã, nếu mà anh em đã có tài khoản rồi nhé Các bạn click cái phần giải dự đoán này, các bạn đã thấy là ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ? Anh em chúng ta click vào. Click vào ngày mùng 8 tháng 5 này đúng không ạ? Sau đó các bạn ta sẽ thấy phần là nhập số chốt đúng không ạ? Các bạn click vào phần nhập số chốt. Đấy. Rồi các bạn ta sẽ thấy là về phần nhập bạch thủ này, song thủ này. Thiên hai này rồi dàn đầy 10 số này rồi anh em chúng ta sẽ nhấn cho mình vào phần gửi, gửi bảng gửi chốt nhá đó ok ờ, cơ bản là như vậy thôi xong là chúng ta chờ thôi các bạn chờ điểm đó à, khi mà các bạn đang muốn xem bảng chốt của người chơi khác ấy thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào phần bảng chốt nhá để các bạn đã xem và cũng có một cái bảng xếp hạng ở trong tháng để xem là người nào có số điểm cao nhất thì cuối tháng là sẽ có một phần quà to từ từ diễn đàn mọi người nhé thì mình tính bây giờ là tháng 5 đi từ mùng 1 tháng 5 đến bây giờ đi Đấy, thì hiện tại là đang có à, lão là chốt số là được 74 điểm thì nếu mà các bạn ta muốn tham khảo số của những người chơi này thì anh em cũng có thể là vào phần giải dự đoán các bạn nhé anh em chúng ta cũng có thể là vào phần uh, giải dự đoán này đúng không ạ Đấy. các bạn chọn ngày các bạn muốn theo một người nào đó trong cái phần giải dự đoán này các bạn có thể vào phần này và các bạn đã chọn ngày sau đó các bạn đã nhấn mình vào phần bảng chốt À, tùy theo người nào lên số muộn hay là sớm thì nó sẽ có ở ở đây mình ví dụ cho anh em chúng ta là trong ngày ma, ngày vừa rồi là ngày uh, ngày mùng 7 đúng không ạ thì nó sẽ như này các bạn click vào phần ngày mùng 7 này đấy, các bạn sẽ click vào phần bảng chốt này đấy, và nó sẽ hiện số ở đây mọi người nhé thì các bạn chỉ cần click vào một tên người chơi nào đó thôi và xem người ta chốt con gì thì anh em theo con đấy cũng được đấy đây là những người có cái thành tích chốt tốt cá nhân tự chốt mọi người nhé thì anh em chúng ta cũng có thể là tham khảo thêm về số chốt ở trong đây cũng được Đấy, thấy người nào đỏ thì các bạn chúng ta thể theo đơn giản nó chỉ là như vậy thôi Đấy, còn thắc mắc gì thì các bạn thể làm lại bước vừa nãy và anh em liên hệ cho mình qua zalo và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé Đấy, anh em dùng tele thì nhắn tele mà dùng zalo thì nhắn zalo dùng facebook thì nhắn facebook được chưa mình cũng cái gì thì mình cũng có cả rồi các bạn là như vậy thôi còn bây giờ thì xin chào và hẹn anh em chúng ta cái video tiếp theo của mình xin chào